Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19, dù Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và phủ Tây Hồ đã đóng cửa, nhưng vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày 24 tháng 3, rất đông người dân ở Hà Nội vẫn chen chân đi lễ ngay cả khi chỉ được lễ vọng từ ngoài sân. Với mong muốn có một tháng bình an, may mắn, trưa ngày 24 tháng 3 mùng 1 tháng 3 âm lịch rất đông người dân đã đến Phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội để lễ cầu một tháng mới bình an. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 23 tháng 3 đã yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người đứng đầu chính phủ đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và yêu cầu các địa phương nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này. Trong ngày 24 tháng 3, tuy Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng rất đông người dân vẫn bày lễ ở ngoài sân. Phần lớn mọi người đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lễ không đeo khẩu trang hoặc lúc đeo lúc kéo xuống. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì việc không đeo khẩu trang là hết sức nguy hiểm, nhất là ở những nơi đông người. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã khuyến cáo từ nay đến 31 tháng 3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, do chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nguyên nhân của việc này, theo chủ tịch Hà Nội là vì từ nay đến 3 tháng 4, Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.